Bitcoin. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Minecraft thử thách Lava dâng trào nhé mọi người. Và ngày hôm nay có một điều khá là đặc biệt, đó chính là tất cả chúng ta sẽ tàn hình. Đó, xem là ai sống sót cuối cùng nha. Thế là thú vị chứ. Đó, tàn hình hết tất cả rồi. Ai sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Ok nhá. Và đồng hành cùng với mình đây. Okay. Bạn hình như tàn hình mất tiêu rồi. Hello, chào mọi người. Chào mọi người. Ok, mình sẽ phải lấy nhanh. Pixel chặt được đống gỗ mới được hẳn 10 đất rồi. Đấy, thanh em Pixel chuyên gia ấy mọi người. Chúng ta đi làm trước thôi. Đều thật sự. Rồi. Và các bạn nhớ là nhấn like cho mình để giúp mình có thêm động lực làm clip mỗi ngày nhá. Ok. Ok. Đây. Chặt. À, cho lava lên chưa? Ừ nhớ. Bắt đầu. Quên. lỗi kỹ thuật một xíu mọi người. Lâu chơi nó bị lag. Não lag chứ không phải là người, không phải là máy tính lag. Này, nhanh em nha, nó đến chân ngay bây giờ ấy. Ok. Mà không sao, cái block gỗ này thì mình nghĩ là nó cũng nhanh thôi. Lần này mình không có đi tranh cướp bóc của Pixel nữa. Tội nghiệp Pixel ra. Thì Pixel khóc là không ai dỗ được mọi người ạ. Ok, không ai dỗ. Bình thường là Pixel là khóc là... Có nhìn thấy nhau đâu mà cướp bóc. Ui, mình nghe thấy cái tiếng nguy hiểm lắm rồi nhá. Ý lại lava ở ngay chân không biết. Thế, nó thế mà nguy hiểm. Có khá xương nhiều gỗ rồi. Mình nghĩ mình nên tìm một nơi cao đi. Họ chặt càng nhiều càng tốt mọi người. Tí nữa mình cần rất là nhiều nha. Để có thể chạy trốn thoát. Rồi. Rồi Pixel bắt đầu thấy lava. Ui, đến chân rồi. Đâu ấy? Ui. Đến chân rồi. Dọa ma thật sự. Đến chân thật. Rồi, bao giờ mình nhìn thấy lava mình sẽ bắt đầu di chuyển nha mọi người. Bành nhìn thấy rồi, cháy rừng rồi đấy. Mình không biết là chỗ nào hay mấy thanh niên kia dọa nhỉ. Đi lên chỗ vùng cao trước đi, sẵn đi. Không tí nó ở ngay chân mà chết luôn đấy. Chỗ nào nhỉ. Ui. Này không biết có thừa thiếu nào không đây. Để tránh cái trường hợp mà thiếu nha mọi người. Anh làm 5 cái xẻng rồi. Ô, 5 xẻng làm cái gì à ba? 5 cái xẻng đều đi đào đất. Ôi trời ơi, thanh niên này IQ vô cực mọi người ơi. À đây, thấy lava. Tôi thấy lava, cháy rừng, cứu. Gọi cứu hòa anh ơi, cứu. Kiểm lâm. Alo, 115 hả, gọi giúp tôi 113. À nhầm, 114 okay, chứ. Gọi anh ơi, đây có cháy rừng. số cháy. Nút số 4 bị kẹt rồi, không gọi được. Gọi anh ơi, đây có cháy đâu, có cháy trong team okay. Em chứ trời ơi. Cái này không đánh nhau đâu đúng không? Có đánh nhau thì mình sống chứ ô. Ui, thế rồi, chết rồi, thế này mình không có dụng cụ rồi. Nhưng không rồi. Làm gì rồi, không làm cũng đòi có ăn. Làm toàn xẻng này, lấy đâu ra dụng cụ rồi. Thế thì bye bye. Mới đi đào đá. Ui trời, giờ mới đi đào đá. Wow, anh VIP thật sự mọi người. Không, anh lấy sẵn một xô nước rồi. À, thì ra thanh niên làm xô nước mọi người. Ê, tôi thấy cái gì đó. Hello, một anh bạn nào đó tàn hình ở kia. Ui, này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bằng hôm là ngày hôm nay thì mình không sợ rồi. Không sợ bất cứ điều gì rồi. Lên thôi, đầu mình sẽ phải xác định. Bởi vì nhiều bài lóc rồi đúng không? Đầu ta, một, ôi mới thấy một thanh niên. Ui, hình kia. Hình vanh kìa. Gọi là gọi là sao ra. Vẫn cố thủ ở bên dưới chặt gỗ mọi người ạ.
Đâu vì sao chưa thấy Nhiều nhỉ? vào để tí lên còn bắt block còn còn có chỗ mà BBB chứ. Không bắt một đường tí nữa đánh một cái té ngã thì. Rồi vành cũng lên này lag lắm. Để xác định xem thanh nhân Đứng vành chỗ nào ở nhỉ. dưới. Đấy, chứ nhìn thấy ba lóc đất nó cao cao lên. Ui, mấy thanh niên đã ra kia rồi. Thôi mình lên rồi mình không có để ý chuyện bao đồng được. Nói chuyện bao đồng là chết người đấy mọi người. Rồi, lên. Ui. Mình mãi bê bắc mắc một lúc thôi mà. Đây, các bạn nhìn không? Lava kìa. Ui, 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 nó lên kìa. Mình mãi. Ui. Ui như cả. Oh my god. Thôi thôi. Chúng tôi đi đi tham quan đây mọi người. Chúng tôi block rồi đã. Và À, vẫn bây giờ nghe nghe thấy tiếng đến phát là chạy luôn. mình có cách này. Đây. Đó. Trong trường hợp nguy cấp mình sẽ phải lấy ra để sử dụng. Đấy. Thôi thôi thôi. Đặt như này. Rồi, đi thôi. Chết. Đấy rồi. Ai ạ? Ai ạ? Chết đi. Đâu rồi? Ôi. Đi qua mặt nhau luôn. Ai ạ? À, À. rồi nhau. Ui, nguy hiểm. Nguy hiểm dã man, nguy hiểm dã man. Đâu rồi? Đâu hết rồi ta? À, đấy rồi. Một. Đấu ai thật sự. Chỗ nào? Ở à, đây là tôi thấy một người này, tôi thấy một người này. Đó, mình thấy không? Đấy, 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 đang có thuốc ở ấy. Trong mình cũng có thuốc nhỉ? Ai mà chả có? Ui, chiến rồi, choáng nhau rồi, choáng nhau rồi. Phản hồi mọi người. Phản hồi, đánh được tí nào hay tí ấy. Chạy rồi, chạy rồi, chạy hết rồi. Ở đây đây. Trúng rồi. Trúng rồi. Nhưng mà không biết trúng đây như nào. Ok kìa. Ui ui, nó nhờ xây nhìn nguy hiểm thế này. Yeah, một thanh niên rớt, hay quá. Đâu rồi? Một thanh niên rớt, thanh niên vành rớt. Ôi ôi, Thôi cho vành bay kìa. nhá, cho vành Kìa kìa, bay nhá. ok. Biết sao không? Quả đấy vành đang. À, Sao dìu đến tôi? không không đến lên trên này ông mặc hẳn áo giáp vào đánh luôn. Không, lấy đâu ra sắt, làm gì có kịp thời gian đâu mà đào sắt. Thấy rồi. Một. À, cái chỗ đất đấy là mình gây dựng lên đấy. Bây giờ thành ra có người chiếm chiếm chỗ đất cái của mình rồi. À, thôi rồi. Nào. Chém, chém. Đâu rồi, đâu rồi? Đoạn này, đoạn này, đoạn này. Chạy mất tiêu rồi, chạy mất dép rồi. Bây giờ mình cầm hẳn khiên luôn mọi người. Zeno ở dưới cái chỗ ở giữa có nước kìa. À, chạy ngược lại. Mày đấy. Buồn cười thật sự. Vậy Zeno đi vào cái bẫy của Vanh mà không ngã. Bên đâu rồi ta? Chỗ nào? Chỗ Chỗ nào? to nhất. To nhất hãy đến đây. Chiến thôi anh em. Chiến thôi, không có đợi. Đợi trời nữa. Đâu rồi? Đánh 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 người tàn hình cả. đánh Đánh. đánh đánh Ai 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 ai. quất này, quất này, quất này. À thì Đó, đi biết chỗ máu nào? rồi. Chúng rồi. Đâu rồi? Chạy chạy ra xa rồi, chạy ra chạy xa. đằng rồi, chạy đằng rồi. Cái này. À, ăn 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 Cái ăn 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 này à. dễ té lắm. Cái này té cái là thôi xong, chạy 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 Này này đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây đây đây, hướng này, hướng này, hướng này, đi đường nào? À đây 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 đây, đây, đây đường này. Luôn nhìn buồn cười thật. Cái gì mà hai cái diều đuổi nhau. Nhầm hướng rồi.
À đây đây đây. Chạy qua mình không biết gì luôn. cái này đó. Nhưng mà đi trên này vì sao sợ, vì sao bị mắc chứng sợ độ cao ấy. Nhìn cái này ghê thật sự luôn. À chúng, à chúng à. Đánh 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 lén. đánh 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 lén, đánh lén. Đánh. Cái gì? Pixel yếu rồi, Pixel ở đây đấy, đấy. Chúng ta nữa, chúng ta nữa rồi. Đâu rồi? À đây. Anh nhìn này luồn lách ghê dữ. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu vô đó, chạy đâu, chạy 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 chạy. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ô! Pixel bị rơi lava luôn rồi, trời ơi. Cái kia quất mình bay lava luôn Rồi, các bạn thấy không? Đây. Từ 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 từ. Đây 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 đây. Bây giờ như thế này nhá. Đây, mình sẽ cho hết tất cả. Đấy, này này, về đây. Đây. Rồi, đấy, mọi người thử thử thử, thử, thử cầm cầm rìu đánh nhau đây nào. Để Zeno xem nào. Từ từ á. Từ từ. Rồi, rồi, đấy, đánh nhau đi, cho Zeno Tôi xem. đang kiếm mất một. Rồi, đây đây, kiếm mất không rồi này. Game mốt không, Rồi. để từ từ để Zeno từ 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 để Ừ, Zeno để cho bố ban mất cao cho bố ấy. Đây là cái cảnh tượng mà vừa nãy nhá, vừa nãy thanh niên banh được chứng mất. kiến thế này. Đâu, đánh nhau đi. Hai cái gì chém nhau luôn. Đấy, chỉ có mỗi hai cái rìu này này chém nhau thôi. Đấy, xong rồi vừa chém vừa chạy chạy đi. Tàn hình ẩn thân chi thuật đi Đâu? nào. Đấy, thấy không? Một bước là mất hút mất tiêu luôn mọi người. Đâu, thế nào? Rồi, Rồi đã ủa? bơi trong dung nham. Rồi, xong Pixel chết luôn rồi. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mini game của mình đến đây thôi. Và mình đã vô tình hoặc là cố tình hoặc là đã trở thành chiến thắng, trở thành người chiến thắng bằng kỹ năng của mình hoặc là như nào đó nha mọi người. Mọi người cứ cứ cho là mình gọi là kỹ năng bất bại nha. Và nếu các bạn hãy like cho mình và ấn đăng ký kênh của mình và đăng ký kênh của Pixel và Vanh nữa để ủng hộ mọi người nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.